Hello mọi người, hôm nay Xúc Ngọc Việt bên em xin giới thiệu nhanh đến mọi người một em quạt hàng nội địa Nhật, thương hiệu Plazer, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng với anh em chơi quạt. Dòng này khi anh em nào mà đã hàng chơi quạt thì sẽ biết được chất lượng của hàng Plazer này. Chuyên là những hàng loại em hàng cổ kính và cọc cổ. Em này nó khoảng tầm hơn 40 tuổi rồi. Nó phải mình gọi nó bằng anh luôn. Đây. Cái lớp vỏ đế nhựa mọi người nhá. Dòng này là dòng 4 số, có một số ngủ đây, chạy cực kỳ êm và nhẹ nhàng. Nhựa thường còn đẹp, còn cả lắp để đẩy dây. Đây các bạn có thể cho dây ở đây. Cổ nguyên không bị vỡ gãy nhá. Em sẽ quay trực tiếp từ trên dưới mọi người xem này. Dòng Plazer này cực kỳ là hiếm. Chỉ những con hàng cổ thì anh em mới gặp được dòng Plazer này. Lồng này là lồng thép và được sơn nhé, sơn zin mọi người nhé, còn tương đối đẹp luôn, ít sát sát. Con này thì cao là cao 90, cũng cánh là cánh 30 thôi. Thì các phím bấm đây là phím số ngủ này, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đây là túp lăng này, đây chế độ hẹn giờ này. Đấy, 2 lúm luôn, 2 lúm và 5 số, cực kỳ đẹp và thời trang. Anh em để trưng bày phòng khách được. Dòng Plazer này rất được nhiều người Việt Nam mình ưa chuộng và sử dụng luôn. Thì tốc độ gió em sẽ đo thực tế cho mọi người. Đây là một cái máy đo tốc độ gió này. Em ví dụ mọi người tốc độ khoảng tầm 19 hoặc là 19 km/h, nó cứ lên nó xuống. Đây thẳng là 20 km/h, rất là mát luôn, rất là êm. Đặc biệt dòng này có số, đây là số ngủ này, chạy cực kỳ chậm và êm. Cánh chạy đẹp chưa? Đấy, rất là nhưng mà vẫn là rất là mát luôn. Đấy. Số 3 này, đây là túp lăng này. Đấy. Quay. Plazer thì đa số là túp lăng dưới. Thì đây sẽ có một cái dây cót, nó sẽ thông lên cổ sau và cái lối bộ chủ động ở đấy. Bạn dừng này. Đây chế độ hẹn giờ này, tắt này. Tất cả các em quạt bên mình đều vệ sinh, ra dầu mỡ cẩn thận. Anh em về chỉ có sử dụng và trải nghiệm thôi. Anh em nào mà muốn để nguyên bản sử dụng điện 100V, còn nếu muốn sử dụng 2V thì bên em sẽ lắp thêm một cục đổi nguồn bên này bên trong. Hàng ngoại đồng 100% nhé, đảm bảo anh em sử dụng không bị nóng và rất bền cho củ quạt. Thì em này cánh 30, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì con cánh này đã bị dạn lướt, thì bên em đã gia cố và hàn lại. Đấy. Quạt có nào thì em nói thật kế cho bạn hình dung luôn, nó sẽ bị hàn lại. Đấy. Cái quạt em bán thì em gần như chỉ bán thân bán cổ thôi, còn cánh thì em không tính tiền, bởi vì cái cánh này rất đắt đỏ. Các bạn mua một cánh này nhé, nó khoảng tầm từ 600-800 nghìn một cánh Plazer này. Đấy. Thế cái quạt này nếu mà cánh mà nguyên bản không bị vỡ thì giá nó khoảng tầm tại thời điểm này nó dây từ kiểu 6-2 triệu tùy lơi bán, vì cánh này của bên em nó bị lướt, em đã hàn và sơn lại để cho mọi người nhìn kỹ mới thấy được. Đấy. Quạt tình trạng nào thì bên em sẽ cho khách hàng biết chính xác vậy, nhưng đảm bảo quạt chạy không bị lắc, không bị rung và rất là êm. Em đảm bảo gần 100% đấy, anh em có thể sử dụng trải nghiệm, nếu cảm giác mà không ok có thể gửi lại em thôi, đảm bảo cho mọi người vậy. Đây em bán dòng này, em này chỉ có 1.200.000 nguyên bản điện 100V. Và anh em nào muốn đổi nguồn thì sẽ thêm 100.000. Đặc biệt rất là đẹp luôn. Em sẽ mở đằng sau cho mọi người xem. Mọi người nhìn. Củ dây đồng còn rất là đỏ au luôn này. Đây là hệ thống tẹp gang này, củ gang này. Đây là hệ thống làm cân bằng này, chạy được bị rung này. Đây là hệ thống túp lăng này. Đấy. Đây vị trí tra dầu này, dầu trục sau này, vị trí dầu trước này. Đấy, đặc biệt dòng Plazer nó thiết kế rất là tiện lợi cho anh em vệ sinh. Đấy, quá đẹp luôn. Ok, xin chào mọi người ở các video tiếp theo về các sản phẩm đồ gia dụng Nhật và xe đạp thể thao. Liên hệ với em qua số điện thoại 0979 665 264.